Vâng, xin chào các bác nhé. Xin thưa các bác là đây là một bộ dàn mà em đã nâng cấp cho bác khách tiếp tục đây. Hôm trước bác khách đã ghép bộ dàn là đâu 80 triệu nhưng bác bảo chưa phê lắm. Và tiếp theo cái series đó, hôm nay em đã nâng cấp lên bộ dàn VIP hơn rất là nhiều bác khách. Bộ dàn này là hơn 100 triệu các bác ạ. Bao gồm là một cặp sub mới tinh của Dublet luôn. Đấy, một cái đẩy Dublet mới tinh luôn, PD5000 luôn, quá khủng khiếp luôn. Và hai cặp loa 40 LDH, LDH DH15 các bác nhá. Đây, một con đẩy PD5000 của Dublet này, mới tinh này. Đấy, một con vang K2000 mới tinh này, một bộ mic KV12 mới tinh này và một con quản lý nguồn mới tinh này. Đấy, quá VIP các bác nhá. Và ngay bây giờ đây, em sẽ cho bác cùng nghe test cái chất mic của đôi loa này, bộ dàn này. Cho em xin phép là bỏ qua cái phần test nhạc nhá. Test nhạc sàn nhá. Bởi vì tôi thật với các bác là riêng bộ này thì cái nhạc sàn thì nó kinh khủng lắm các bác ạ. Nó thật các bác là đánh đập cưới luôn rồi, cho nên là cái nhạc sàn thôi em nghĩ là không cần phải test đâu. Mà loa này công suất lớn rồi. Đấy, và nhà em mình nó thật các bác là nhà máy tôn nên đánh nhạc sàn lên nó kêu có rào như mưa rào ở trời ạ, kinh khủng lắm. Cho nên là riêng mà nhạc sàn này không quan trọng. Đấy, mà bộ dàn này em test rất là hay bác ạ. Em đã cài chuẩn lắm rồi, nghe tiếng sướng cực kỳ luôn. Các bác cùng nghe thử nhá. Cái bộ này em cài xong đây, các bác cùng thấy đây, thứ nhất này. Về hú thì một dòng bộ qua rao kê công suất lớn và gần như là không quản tiếng một hú nào luôn. Hiện tại là rất là các bác là kể cả em đang đứng rất là gần và hiện tại âm thanh rất là lớn luôn. Nhưng mà cái chuyện hú là gần như là không xảy ra, cắt hoàn hảo luôn. Vân vàng cả 2000 này phát quá hay. Cái thứ hai là cái karaoke thì em sẽ cài tổng cộng là có 6 cấu hình nhé. Thứ nhất đây là cơ số 1 này. Đấy, phát vào đỡ chút. Ok nhé. Bây giờ chúng ta thấy thứ nhất đây là em phải để cấu hình số 1. Số 1 là cái mic nhá. 1 2 lì. Cái này thì là cái ai cũng hát được cả, em pha cái echo thì bật nhiều hơn. Cái số 2 này. Lì lì lì. Echo nhiều hơn. Đẩy cho người hát yếu nhá. Lì lì lì. Số 3 này. Lì lì lì. Vang reverb. Đây là cấu hình reverb nhá. Nếu mà ông nào mà hát tốt á thì nên dùng cấu hình reverb này tính là sạch nhất. Đấy. Số 4 số 5 thì khác một chút. Đấy. Lì 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 lì. Số 5. Lì 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 lì. Đấy. Số 6 thì nó sẽ là cấu hình nhẹ nhàng. Bây giờ số 1. Số 1 là cái cấu hình chung các bác nhé. Số 1 là cấu hình chung. Thì gần như ai cũng hát được cả. Em thì em sẽ hát được cái số 1. Có nghĩa là trong 5 cấu hình hát đấy và có một cấu hình nghe nhạc là tổng cộng là 6 cấu hình. Thì bác nào hát hợp cấu hình nào là hát cấu hình đó. Thứ nhất là cấu hình số 1 là dành cho tất cả mọi người đều hát được. Ai cũng hát được cấu hình số 1 hết á. Số 2 là dành cho người hát yếu. Người nào mà hoàn toàn người ta hơi yếu, người ta không ngân nga thì số 2. Còn số 3 là người nào hát tốt thì số 3, còn số 4 số 5 thì tùy mọi người thích. Đấy, tùy không gian. Còn em sử dụng số 1 là cấu hình gần như là mặc định khởi động lên là nó trong số 1 luôn. Thì anh em sẽ hát số 1 nha. Ok, sẽ hát một đoạn số 1 cho bác cùng nghe. Cái cấu hình cái bộ dàn này thì có thể nó rất là mạnh luôn. Em sẽ để nhạc cửa mãi để các bác nghe xin nhé. Riêng về cái phần nhạc thì biết thì bỏ qua đi, không phải mạnh lắm, bỏ qua với nhiều cái tên. Buồn em ơi, khi lớn nói yêu anh rồi, bật lòng chi nữa. Hỡi em xin hãy quên anh đi, giây phút bên nhau em sẽ quên mau. Chỉ có anh thôi giữ mãi bóng hình xưa. Đời ai cũng có giây phút chót yêu dài, và anh đã biết, biết em sẽ chẳng yêu anh đâu. Dành sẽ không quên giây phút bên nhau. Anh sẽ trao em, trao em nụ hôn anh, và anh biết em sẽ quên những bài tình ta viết riêng tại anh. Và anh biết trái tim em có hình bóng ai thì đâu chỉ riêng anh. Và anh sẽ không trách em nữa, chẳng trách em đâu.
thì ta đến bên nhau đến gian dối. Và anh xin anh sẽ quên anh những bài tình ca viết riêng tặng anh. Và anh biết trái tim em khó hình bóng ai kia đâu chỉ riêng anh. Và anh sẽ không trách em nữa, chẳng trách em đâu. Khi ta đến bên nhau tình yêu do anh qua cái số 2 nhá. Lên lên lên. Số 2 thì nó sẽ nhẹ nhiều hơn nữa. Ê chú. Nhưng mà cái yêu cầu ở đây á, nếu cái số 3 này các bác phải có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm mà chúng ta ngân nga một chút, bởi vì nếu mà không ngân nga thì nghe rất là thô. Cho nên là ca sĩ thì họ sẽ hát câu số 3. Còn nếu anh nào hát yếu á thì các bác sẽ dùng số 2 nó rất là vang vọng nhiều đúng không? Echo rất là nhiều thì hát dễ hơn. Số 1 là dành cho tất cả mọi người đều hát nhá. Thế thôi. Thì có bộ này các bác là riêng về cái phần mà nhạc thì dây á, cho em xin phép bỏ qua. Bởi vì là với các bác là cái bộ này nó rất là mạnh, bởi vì là 240 công suất lên tới 790W trên một chiếc. Cộng với đó là một cặp xúc duplex thì cực kỳ mạnh luôn, và nhà em là máy tôn. Tân với các bác là khi bằng test nhạc sàn lên cứ thành thành sành như này. Nghe cái nhạc sàn lên được gần cái máy tôn nó kêu quá to. Và nghe thực sự là nghe điện thoại không biết đâu vào đầu một lần cả. Và đặc biệt các bác biết là bộ này nó rất là mạnh rồi. Đặc biệt là xúc duplex thì nó giống như trang như là kể cả như là Nixo này, nó còn bắt Nixo PS 8L2 là nó cũng y chang này. Cho nên bộ này rất là mạnh lắm nha. Đây bộ này là của bác khách ở trong Đồng Nai đấy. Thì anh em nào có nhu cầu liên hệ nhá. Ok.